Hân hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Sẽ có những đặc điểm mang lại cát lành may mắn cho mệnh chủ, cũng sẽ có những đặc điểm mang lại hung tai. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu những nét tướng khiến người phụ nữ nghèo khổ, vất vả, bần hàn. Thứ nhất đó là tướng mũi. Mũi giữ vai trò rất quan trọng trên khuôn mặt của con người. Dù cho tai, mắt, miệng có hài hòa đẹp đẽ đến bao nhiêu mà mũi xấu xí lệch lạc thì khuôn mặt cũng xem như là bị phá cách. Tướng mũi kép, đầu mũi quặp vào miệng, hai bên dàn đài đình úy như cò rút lại. Tướng người mũi kép tàn ác, gian thâm, dù là đàn ông hay là đàn bà cũng đều là người thủ đoạn nham hiểm, cần cảnh giác. Tướng mũi hình củ tỏi, đầu hình như củ tỏi, nhỏ như chiếc đũa, dưới lớn, da quá, biểu thị người khắc kỵ với anh em ruột thịt. Nếu trong nhà có đông anh em, sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ, gia đạo thường xuyên bất hòa, anh em trong nhà không hòa thuận. Tướng mũi lộ thấy xương, là người sống tha phương, uổng tử, nếu đầu mũi méo một bên là người lòng dạ không ngay thẳng. Tướng mũi cao, ngay thẳng, sống mũi cao và thẳng, không quá dài hay quá ngắn, lỗ mũi nhỏ, cánh mũi và đầu mũi thon là tướng người danh vọng rền vang. Đầu mũi hồng đỏ là lưu lạc tha phương, chóp mũi nở lớn là phú quý phước lộc. Sống mũi thấp, đầu mũi lộ xương là nhỏ, biểu thị mạn hiểu, cuộc sống bần hàn. Chóp mũi thị nở đầy là người háo sắc tham dâm. Tướng mũi thấp, sống mũi thấp, sơn căn phần giữa hai mắt nhỏ, đầu mũi và làn đài khoang mũi chỉ thấy được một phần. Người này tuy không nghèo hèn nhưng bệnh tật quanh năm. Nếu sống mũi thấp và nhỏ thì khá là nhút nhát, mũi mỏng lại nhọn là tướng xấu, có thêm vết rạn nứt bên trên là tướng đoản thọ. Sự nghiệp làm ăn không mấy thuận lợi vì họ là những người không giữ chữ tín. Tướng mũi tẹt là tướng đầu mũi nhỏ, thấp, hầu như không có sống mũi, rất thấp và bè ra. Phụ nữ hay là nam giới tướng mũi tẹt đều cô độc, phải sống một mình. Nếu mũi tẹt mà sống mũi mềm thấp, không xương thì chủ bề không thọ, dễ chết yểu. Tướng lông mày. Thứ nhất, lông mày che khuất ấn đường hay còn được các thầy tướng số gọi là bị khóa ấn đường. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay là bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân chất phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thì thường có gia cảnh bần hàn hoặc cha mẹ phải đi làm ăn xa, bôn ba tứ phương. Người này có tính cẩu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi họ khó tránh khỏi họa, nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo, hằn sâu hoặc là lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo chuyên gia tướng số của Phong thủy Gia Cát, những mệnh chủ mà rơi vào trường hợp ấn đường bị khóa như thế này thì tốt nhất cần phải thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi. Kèm với đó sẽ cần luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh Minh Quang Pháp Bảo để nạp tài kích vận, mang lại may mắn bình an cũng như tài lộc cho mình. Mày rậm mắt sâu, lông mày hỗn loạn. Lông mày còn được gọi là cung huynh đệ, tượng trưng cho khả năng xã giao, hợp tác, kết bạn của một người. Nếu người sinh ra đã có cặp lông mày rậm, đường lông mày không rõ ràng, hỗn loạn, lại có thêm cặp mắt hung dữ, thì theo nhân tướng học đó là tướng mặt người nghèo khó. Lông mày là bộ phận đã có từ khi con người sinh ra, những kiểu dáng độ ngắn dài, rậm nhạt thì mỗi người lại khác nhau. Với những người có lông mày rậm thì mang một ý nghĩa nhất định và khác biệt so với kiểu lông mày khác. Theo nghiên cứu và ghi chép của nhân tướng học, những người có lông mày rậm đa phần là những người có tính cách mạnh mẽ, độc lập trong suy nghĩ, thích làm theo ý muốn của bản thân, theo đuổi ước mơ và đặc biệt, những người có suy nghĩ lựa chọn khá là riêng biệt, không theo khuôn mẫu nhất định.
Sở dĩ nói như vậy vì người này làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, chẳng thể hợp tác cùng ai, họ nông nổi và bốc đồng, không cân nhắc xem xét kỹ hậu quả hành động của mình, cũng chẳng hề ngần ngại mà phản bội bạn bè, hãm hại người khác. Có lúc đó là hành động có chủ đích, xong có lúc lại là do họ thiếu suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến những việc đó. Chẳng thế mà cổ nhân xét về tướng số lại nói, đây là tướng người, hại cả thân mình. Cuối cùng đều bị bạn bè xa lánh. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, người này chẳng biết đến lý lẽ đó nên lúc nào cũng băn khoăn tại sao mình chẳng mấy khi được anh em bạn bè giúp đỡ. Tướng lông mày không tốt nên họ cũng không có quý nhân phù trợ, muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng không cần phải nói xa xôi, đến cả tiền sinh hoạt bình thường thôi, có khi người này cũng phải giật gấu vá vai. Ở một góc độ khác, chân mày rậm lại có ý nghĩa khác. Nam giới lông mày rậm thường cho là bao hoa, lăng nhăng và thường được quan niệm là xấu. Còn phụ nữ thì những người có lông mày rậm thường suy đoán là người có nhu cầu sinh lý cao. Tuy nhiên câu trả lời này thường không được ủng hộ vì tính cách của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể là tình trạng sức khỏe. Ví dụ, phụ nữ bị đa nang buồng trứng thì tuyến lông mày phát triển nên rậm chứ không liên quan đến vấn đề sinh lý. Nhìn chung, những người có chân mày rậm thường nhận được sự yêu quý của mọi người và đặc biệt là họ có sự cuốn hút quyến rũ khác biệt mà không phải ai cũng có. Ngoài ra, những mệnh chủ có chân mày như trên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ không gặp nạn, có họa tù tội và tai nạn. Thường sẽ trong khoảng thời gian từ lúc mệnh chủ 26 cho tới 34 tuổi. Có những đặc điểm trên thì tốt nhất luôn mang theo bên mình pháp khí vòng tam hợp quý thần theo tuổi, có tác dụng hỗ trợ hành mệnh, tăng cường vận quý nhân, chiêu thêm các thần hỗ trợ mệnh chủ. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ gặp phải nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an, may mắn. Đó là tuổi Mão. Năm 2020, tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp cũng có bước tăng tiến, nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe con giáp này trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan, thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tý thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tý thủy và tuổi Mão phạm cục diện tương hình, nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả thực sự khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm thì hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng phải họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì tuổi Mão vào năm 2020 cần lưu ý làm gì tốt nhất phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho thật tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc phải sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương.
Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tăm tối, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại có thêm những đặc điểm xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình tĩnh an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân thì khó có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hôn Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh của người mẹ hoặc là bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sắm cả, cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước đó là Bát Bảo, tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà, Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà, Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn. Chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ hô hấp cần phải lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên vướng phải rắc rối, thường không sẵn sàng khắc phục, dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý với mình ở những nơi như quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần biết giữ mình không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi của 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi, không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình, dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. Năm Canh Tý tuổi Dậu đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Con giáp này dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn, bản tính bốc đồng lâu là cũng mang lại nhiều rắc rối cho bạn. Sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình.
Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế, cần tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm 2020, tuổi Dậu cần tránh đi đến những khu vực âm u ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều nước hỗn tạp như quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Ngọ. Năm 2020 cho thấy tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những đặc điểm này tại những vị trí đại kỳ nữa thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, tí Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp có bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá, tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những công kích nghiêm trọng. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thế thái tuế thần sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống, nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc đi trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về mặt sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, không dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra thì thái tuế tí thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày cần đề phòng trộm cắp, ra ngoài cần phải đóng cửa cẩn thận, hạn chế mang nhiều đồ có giá trị theo người cũng như là để ở trong nhà. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Quý vị thân mến, trên đây là những nét tướng gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn số phận của một con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những nét tướng này không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm, cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.